cümle. Cho bên này nhiều ra. Cái này làm nó không có sẹo em ạ. Chắc chắn là không sẹo. Tại vì chị mở cái vết cắt nó nhỏ. Còn mà ví dụ như em vô bệnh viện là người ta làm cái vết vết rạch nó to á. Lấy cái nhíp, gấp cái này ra làm chị nha. Gấp cái túi này ra làm chị. Mấy cái túi này gấp ra hết nha. Trong này có cái túi, trong này. Ủa trong đó có nhíp à? Mấy cái túi này bé. Gấp hai mấy túi này nha. Dạ. Trời ghê quá. Cái này á, ở trong này nó có lòng lòng lách của em á. Lòng nó cuộn ngược với trong đây. À. Ừ. Nó giống như nó bị viêm luôn á. Lông nó cuộn được trong cái bã. Cuộn được hết vô trong. Rồi lấy chị cái nhíp đi. Nhíp rồi chị. Rồi đi. Rồi đi. Em giới thiệu một vài luôn rồi chị. Ok. Cái này có cái túi trong này. Cái túi này chắc khó lấy à chị. Này, túi này. Cho chị là dùng cái máy gì nha.
này lông ở trong nha. Lông nó mọc ngược vô. Lông không mà cái nào cũng có lông ở trong. Ok, đợi chị tết. Trời luôn. Khó tới nha, tới sao. Nhiều ghê. Chị lấy nhanh á. Okay.